Các bạn cùng đi làm những chiếc đánh dấu trang sách cùng với Momo nhé. Các bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau: những tờ giấy màu nhiều màu sắc, bút dạ và một cây kéo nữa nhé. Đầu tiên, sử dụng một tờ giấy màu, các bạn gấp mép tờ giấy như thế này. Dùng kéo cắt phần thừa của tờ giấy này ra. Sau khi cắt xong, chúng ta sẽ có một hình tam giác như thế này đây. Tiếp tục gấp mép của hình tam giác. Úi, Momo gấp nhầm mất rồi. Phải gấp sâu xuống thế này mới đúng nhá. Đây sẽ là chiếc tai đầu tiên của bạn cún đấy. Làm tương tự với bên còn lại. Các bạn nhớ miết thật chặt nhá. Tiếp theo, lật ngược hình gấp này lại. Chúng ta sẽ gập mép dưới như thế này, rồi luôn mặt trước vào bên trong. Các bạn có nhìn ra đây là con gì không nào? Đây nhá, vẽ thêm mắt này. Mũi này. Rồi trang trí cho thêm sinh động nữa. Ở đây, Momo sẽ vẽ thêm những đốm chấm màu đen trên tai của bạn ấy. Xong rồi, ta-da! Một chiếc đánh dấu trang sách hình chú cún rất đáng yêu phải không nào? Lily! Lily ơi! Momo đây à? Cậu đã tìm được trang sách mà cậu làm mất của tớ chưa? Tớ tìm được rồi Lily ạ. Đâu? Đây này, sách của cậu đây. Với cả ấy, Momo còn có một món quà rất là đáng yêu cho cậu nữa cơ. Đâu, 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 cho tớ xem. Momo! Ôi! Đáng yêu thế này, cái này là cái gì hả Momo? Đây là chiếc đánh dấu trang sách hình chú chó đấy. Ồ. Lily có thể sử dụng cái này để đánh dấu trang sách của mình. Vừa đẹp lại vừa tiện lợi nữa. Ừ, có những chiếc đánh dấu trang sách đáng yêu như thế này thì Lily tin là Lily sẽ không bị mất dấu trang sách nữa đâu. Các bạn nhỏ ơi, chỉ với những nguyên liệu rất dễ tìm và những phương pháp rất là đơn giản thì chúng ta có thể làm ra những chiếc đánh dấu trang sách rất đáng yêu rồi. Ở nhà, các bạn có thể làm thật nhiều chiếc đánh dấu trang sách hình chú cún với những hình thù và màu sắc khác nhau nhé. Hãy thỏa sức sáng tạo và bảo bố mẹ gửi hình ảnh về cho Momo xem nữa.